Sáng ra nghe tin này chị đẹp về quê để lại cho mình hai ổ bánh mì. Mở cái ổ bánh mì ra coi nhìn thấy cũng ngon á nên cũng đỡ buồn. Bánh mì heo quay nhai nhai giòn rụm mà ăn nhiều quá cũng ngán á. Nên quay qua lượm hai trái xoài chua chua ngọt ngọt ăn cho nó đỡ buồn miệng. Và đẩy xong cái cử sáng này cảm thấy lo lắng ghê, không biết cử chưa ăn cái gì. Cũng may là cái tay mình nhanh hơn cái bao tử. Chưa kịp đói là order về liền một con gà ú muối hoa tiêu đặc sản Thái Nguyên. Bởi ta nói nhiều lúc ở nhà mình không biết ăn gì thì đặt Sope Food trên Sope để các anh shipper ổn tới giao tận răng luôn. Mà nói chứ đó giờ đây là lần đầu tiên mình ăn gà ú muối luôn mà ăn cái kiểu thấy chỗ nào đánh giá cao thì mới dám đặt. Hên sao ăn thử mà thấy cũng dính ghê, nhất là chấm cái nước sốt này nè. Mà ăn xong tự nhiên thèm chè, thôi đặt thêm phần chè nữa. Mà làm như anh shipper lo mình không biết Sope Food 8 tháng 8 có siêu tiệc 50% hay gì á. Nói chứ mình biết thì mới dám đặt nhiều như vậy. Tại vì còn được miễn ship mà còn giảm nửa giá nữa chứ. Thấy có nhiều món đồng giá 8k nữa. Mà để đẩy hết hai cái phần chè này rồi lên nghiên cứu sau. Chứ đang thèm béo nhìn cái tô chè này chịu không nổi luôn á. Nãy tính đẩy một dĩa tàu hũ bánh lăng hạt sen kia thôi. Mà liếc sang nhìn cái ly chè khoai dẻo thấy thèm ghê. Mà bị cái ăn ở nhà hoài cũng buồn. Nên cử tới phải chạy ra ngoài làm nhẹ mấy thối điểm sắm thôi. Bởi ta nói món gì mà lâu rồi chưa ăn ăn lại đều ngon hết. Nhìn mấy cái cục hát cảo tôm sò điệp bự bự vậy thôi chứ bỏ vô miệng mình cái một à. Để đẩy thêm ba cái bánh bao kim sa thơm trứng muối béo ngậy này nữa. Mà nhìn mấy cái thố bự bự vậy thôi chứ lia đũa qua một cái là hết trơn. Tính ra bữa nay ăn cũng nhiều á mà không biết bao nhiêu món ta.